Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip này thì bên mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ combo. Một cái bộ combo này là khá là ok trong cái phân khúc cũng như là tầm giá, và đặc biệt nữa là cái combo này là mình đã set up cho một bác chạy một chiếc Mitsubishi Archer. Thì cái chiếc Mitsubishi Archer của bác đó nó sẽ là cái phiên bản 2021. Thì bác đó đang sở hữu nó là cái chiếc xe bản bay, là chiếc xe bản thiếu. Thì bác ấy đã lựa chọn và nâng cấp một cái bộ combo nó cực kỳ là ok như thế này. Và đặc biệt là cái bộ combo này nó sẽ có một cái mức giá là cực kỳ dễ chịu khi mà chúng ta nâng cấp full như thế này để gắn lên một cái chiếc xe bản thiếu. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái combo này để xem là bác này lựa chọn nó là những cái sản phẩm như thế nào để bác đó tăng sáng lên cái chiếc xe thân yêu của bác đó. Và em xin phép là nhấn mạnh với các bạn, nó chính là một cái combo đầy đủ nhất. Nó bao gồm là một cặp bi pha và một cặp bi gầm cộng với phụ kiện. Nhưng cái combo này nó lại có một cái độ sáng và cũng như là cái hiệu quả chiếu sáng nó cực kỳ là cao. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem xăm soi vào cái combo này là bác này lựa chọn nó gồm những gì. Rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng, nó chính là cái MB HKC có cái mã là S1. Thì cái MB HKC có cái mã S1 này nó sẽ có cái phần công suất ở chế độ cốt là 50 và chế độ pha là 62W, nó khá là cao các bác nhé. Đó, đây là phần lên kính ở mặt trước và đây sẽ là cái phần thân bi mặt dưới của MB. Rồi thì các bác có thể để ý cho em là cái MB HKC có cái mã là S1 này nó sẽ có cái phần đuôi gen ở đây. Đó. Thì cái chiếc xe Archer của bác đó nó sẽ là bóng chân H4, thì chúng ta sẽ có cái phần gen ở đây thì chúng ta sẽ lắp vào cái phần chóa đèn của cái chiếc xe Archer của bác đó, nó sẽ là lắp như zin. Rồi thì cái MB này nó sẽ được tặng kèm theo cho trong hộp của chúng ta, nó chính là một cái bộ túi pad như thế này. Thì cái bộ túi pad này thì ở đây nó sẽ là có cái chân to này, chân H4 này. Ở trong cái túi này nó sẽ có những chân H4 này, chân H7, 9905 hay là chân H1, H11 các bác nhé. Nó đều lắp được cái MB này. Và chúng ta sẽ có nó là những cái phần chụp cao su như thế này để chúng ta lắp vào cái chóa đèn của chúng ta, nó sẽ không gây xước cái chóa đèn của các bác đó. Rồi và tiếp theo thì em sẽ đắp cho bác này, nó chính là một cái bộ dây nguồn. Một cái bộ dây nguồn không thể thiếu đối với lại những cái chiếc xe mà chúng ta cần tăng sáng, đặc biệt là tăng sáng những cái MB cầu này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái bộ dây nguồn. Và giới thiệu với các bác, đây chính là một cái bộ dây nguồn xịn sò hàng chính hãng. Đây sẽ là cái bộ dây nguồn điện tử các bác nhé. Cái em dây nguồn này nó sẽ khá là bền. Và đặc biệt là cái bộ dây nguồn này, nhìn cái hình thức gia công của hãng người ta làm nó cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Bọc ở bên ngoài nó là một cái lớp dây lưới sắt các bác nhé, lớp dây lưới sắt chống chuột đó, cực kỳ ok. Thì bên em cũng đã bấm phun rắc cốt cho bác này, thì bác này về chỉ việc là cắm rắc thôi. Thì ở trên cái bi này thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có mấy cái đầu dây như thế này đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có cái rắc to và một cái rắc nhỏ. Thì ở trên cái bộ dây của chúng ta đây, ở đây nó sẽ có cái đầu dây nó thò ra đây, thì sẽ có cái rắc to này thì chúng ta sẽ cắm vào mấy MB, và cái rắc nhỏ chế độ pha này thì các bác sẽ cắm vào cái rắc nhỏ ở trên cái MB này đó. Thì bên em đã làm và tính toán cho các bác là khi mà về cắm ấy, chỉ có cắm đúng, không bao giờ cắm được sai. Cắm sai nó không vào được, bởi vì những cái rắc này nó sẽ là khác nhau. Rồi thì khi chúng ta tháo cái phần bóng đèn ở zin ở trên xe chúng ta ra, nó sẽ thừa một cái rắc, thì các bác sẽ cắm cái rắc này vào cái rắc của cái bóng đèn zin khi mà chúng ta rút ra ấy, thì nó sẽ cấp điện ở chế độ pha cốt để cho hai MB nó hoạt động. Rồi và ở trên cái bộ dây này nó sẽ có một cái dây đen như này, và nó sẽ có thêm một cái dây đỏ có cái khuy tròn như thế này, thì các bác sẽ đấu nó vào cực âm và cực dương của cái bình ắc quy ở trên xe các bác ấy. Như vậy là cái chiếc xe của các bác nó đã đủ âm dương và lệnh pha cốt để cho cái MB này nó hoạt động rồi. Thì bên em cũng đã có cái video hướng dẫn chi tiết cái cách mà độ những cái MB này lên những cái chiếc xe dạng phổ thông, thì các bác sẽ chỉ cần mở cái video ra và các bác sẽ lắp theo như thế là ok rồi. Rồi thì bây giờ là em sẽ giới thiệu tiếp cái combo bác này lựa chọn. Thì bác này có lựa chọn trang trí cho cái MB này nó sẽ đẹp hơn và ngầu hơn, đặc biệt là khi mà lắp những cái vòng như thế này lên cái chiếc xe của các bạn ấy, thì nhìn nó sẽ rất là sang trọng. Thì đây sẽ chính là một cái bộ LED 360 hay chúng ta còn gọi là cái từ là mắt quỷ. Thì cái MB nó sẽ đẹp hơn, lung linh hơn rất là nhiều. Thì bác này sẽ lựa chọn nó là cái vòng mắt quỷ màu đỏ nhé. Thì ở đây nó sẽ có các cái phần màu khác nhau ở đây. Thì bác này lựa chọn nó là màu đỏ vì cái chiếc xe của bác đó là màu trắng. Thì khi chúng ta kết hợp với lại cái vòng mắt quỷ màu đỏ này, nó sẽ xịn sò cái xe của chúng ta lên rất là nhiều, nhìn nó sẽ là ngầu hơn. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần một cái cặp chụp xi như này. Thì bác này sẽ lựa chọn nó là một cái cặp chụp xi dạng tròn và hình dài như thế này, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà chúng ta kết hợp cái vòng này để chúng ta gắn lên cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Rồi thì em sẽ thao tác luôn với MB này. Khi chúng ta lắp lên xe thì cái MB nó sẽ thò đầu ra như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết hợp với lại cái chụp xi như này. Đó, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, cực kỳ là ổn. Rồi thì cái này thì các bác về tự mình trải nghiệm và nâng cấp cái phần ánh sáng, nó sẽ thú vị hơn là các bác sẽ mang ra các cái cửa hàng rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là khi các bác tự nâng cấp ở nhà ấy, thì cái chi phí để nâng cấp một cái combo như thế này thì nó sẽ rẻ bằng một nửa so với lại các bác ra các cái cửa hàng để anh em thợ người ta lắp ráp cho các bác. Thì ví dụ như một cái combo nó rơi vào tầm chục triệu đi, thì các bác về thì các bác tự lắp lên xe thì nó sẽ rẻ đi một nửa
ví dụ như thế. Rồi thì tiếp theo thì ở đây thì bác này đã lựa chọn nó chính là một cái cặp bi gầm, thì giới thiệu với các bác đây chính là một cái cặp bi gầm laser và led. Thì cái cặp bi gầm này bên em cũng đã có những cái video chia sẻ về cái cặp bi gầm này rồi. Thì cái cặp bi gầm này nó là cái phiên bản 2023 cực kỳ mới, nó sẽ đã là nâng cấp cải tiến so với lại những cái phiên bản ở thế hệ trước là gì, nó sẽ không sử dụng đến màn chập nữa, và em bi này nó sẽ có hai chế độ là chế độ code và chế độ file. Đặc biệt là cái chế độ file của em này nó khá là mạnh bạo và rất là xa nha các bác nhé. Thì cái chế độ code của em này nó cực kỳ là rộng, thì hiện tại cái MB này nó có chế độ code là rộng nhất phân khúc. Và cái MB này ở cái chế độ code của MB này nó sẽ là 30W và chế độ file của MB này nó sẽ là 43W. Thì cái chế độ file của em này nó 43W là hiện tại ở thị trường hiện tại bây giờ. Với cái phần công suất là 43W thì em này đang là mạnh nhất thị trường các bác nhé. Rồi, và đặc biệt là em này nó sẽ có cái phần giá nó cực kỳ hấp dẫn, và chế độ bảo hành của em này nó lên đến là 2 năm. Cực kỳ ok, và giá thành của em này nó khá là rẻ các bác nhé. Rồi, và ở trên một cái cặp bi như thế này thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái pad như này. Đó. Thì cái chiếc Mitsubishi Xtrail của bác này nó lựa chọn cái cặp này nó khá là hợp lý, bởi vì là cái bộ pad ở trên cái hộp này nó sẽ dành cho những cái chiếc xe dòng Mitsu này, dòng Ford và dòng Honda thì sẽ được tặng kèm những cái pad như thế này là lắp zin theo xe. Còn những cái chiếc xe mà dòng Toyota hay là dòng Nissan thì các bác sẽ phải mua thêm những cái phần pad như này nhé. Đó, rất là may cho bác này lựa chọn cái cặp bi này, nó sẽ có cái pad lắp zin cho cái chiếc xe của bác đó. Rồi thì ở trên cái bi này thì chúng ta sẽ có ba cái phần đầu dây như này. Ở đây nó sẽ có dây đen, dây đỏ và dây vàng. Thì em cũng đã hỗ trợ là em bấm rắc cốt cho bác đó, thì về bác đó sẽ cắm zin vào cái bộ dây. Rồi thì lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái bộ dây đối với lại cái chiếc xe Mitsubishi Altra bản bay, thì cái chiếc xe bản bay ấy, hay còn gọi là cái chiếc xe bản thiếu, thì chúng ta sẽ không có cái phần đèn gầm đúng không ạ? Thì khi mà nâng cấp một cái cặp bi cầu như này, hoặc là chúng ta lắp một cái cặp bóng đèn zin theo xe giống như chiếc xe bản đủ, thì chúng ta sẽ phải cần thêm nó chính là một cái bộ dây nguồn. Thì bây giờ là em sẽ chia sẻ với các bác một cái bộ dây nguồn của cái em bi gầm này thì chúng ta sẽ cần phải có những cái chi tiết như thế nào, nó sẽ khác với những em bi pha này nó là gì. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái bộ dây nguồn ở kia. Rồi, giới thiệu với các bác đây chính là một cái bộ dây nguồn sau khi là em đã bấm và setup cho bác này, thì nó sẽ là có hình dáng như thế này. Rồi thì cái này thì em sẽ chia sẻ kỹ hơn một xíu về cái bộ dây nguồn ở đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần đến là cái bộ dây lấy tín hiệu lệnh. Bộ dây lấy tín hiệu lệnh thì bên em đã bấm nó như thế này. Thì ở đây nó sẽ có là dây xanh này, dây đen và dây màu trắng. Thì cái dây xanh này nó sẽ là dây dương chế độ pha, dây màu trắng này nó sẽ là dây dương chế độ code, và dây màu đen này nó sẽ là dây mát các bác nhé. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ kết nối vào mới lại một cái rắc, và cái rắc đây nó sẽ có hai màu dây, nó sẽ là dây xanh và dây đỏ. Thì các bác sẽ về đấu vào mới lại dây âm và dây dương của cái đèn EMI, hay còn gọi là cái đèn măng tét ấy. Thì khi các bác bật nấc một lên ở trong cái chóa đèn của xe các bác, nó sẽ có một cái bóng nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay ấy, nó sáng lên, thì nó sẽ có dây âm và dây dương. Thì các bác sẽ kết nối vào dây âm là dây xanh ở đây và dây dương là dây đỏ ở đây. Rồi thì để chúng ta sẽ lấy chế độ pha cho cái bộ dây này cấp cho cái MB gầm của chúng ta ấy, thì các bác chỉ cần là đấu cái dây xanh này vào mới lại dây dương của chế độ pha. Rồi thì cái này thì các bác sẽ tự xác định ở trên xe các bác nhé. Khi mà các bác xác định đúng rồi ấy, thì các bác sẽ chỉ cần cho cái dây vào với lại cái khuy đỏ ở đây, và các bác sẽ gấp lại cho em. Các bác sẽ gấp lại như này, và các bác sẽ bấm nó xuống, lấy cái kìm bấm nó xuống như thế này là xong rồi. Thì cái dây này nó sẽ là cái dây nút nối công nghiệp, nó cực kỳ là nhanh và chắc chắn. Thì các bác sẽ không phải là cắt dây, chích dây gì cả. Thì các bác chỉ cần gấp nó vào và các bác bấm như này. Như vậy là nó đã mượn được tín hiệu xong rồi. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái dây để ra hai bên bi đúng không ạ? Thì mỗi một cái bộ dây này nó sẽ có là bốn cái đầu dây ra như thế này để cho cấp cho hai em bi. Thì cái dây to mà có cái rắc vàng vàng ở đây nó sẽ là dây 9005. Thì các bác sẽ gắn nó vào mới lại cái rắc ở trên cái bộ dây em đã bấm ở đây, nó là cái rắc to này. Đó, thì nó sẽ có chiều đỏ đen, thì các bác sẽ cắm theo chiều đỏ đen nhé. Đó, đúng theo chiều là nó ăn rồi. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một dây tín hiệu pha. Cái dây tín hiệu pha này nó sẽ là rắc P1. Thì em đã bấm là rắc P1, thì ở trên cái bi này thì chúng ta sẽ không sử dụng màn chập nữa, nó chỉ có chế độ pha thôi. Thì nó sẽ mượn điện ở cái dây mát này, và nó sẽ cần điện ở chế độ pha để cấp cho em bi này để chúng ta lên pha. Thì ở đây nó sẽ có cái dây màu vàng, thì em cũng đã bấm sẵn là cái rắc P1 rồi. Thì các bác sẽ cắm cái rắc P1 ở trên cái bi và rắc P1 ở trên cái dây vào. Như vậy là cái em bi chúng ta đã kết nối với bộ dây thành công. Rồi và tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có cái rắc màu đỏ và một cái rắc màu đen ở đây. Đó, cái rắc màu đỏ mà có cái khuy như thế này thì sẽ là kết nối với lại cái dây dương hay là cái cọc dương ở trên bình ắc quy ấy, và cái dây màu đen này nó sẽ kết nối với lại cái cọc âm ở trên bình ắc quy ở trên xe các bác ấy. Thì ở trên cái chiếc Mitsubishi Archer này thì bác này đã lựa chọn nó là hai cặp bi, một cặp bi pha và một cặp bi gầm cho cái chiếc Mitsubishi Archer đó. Thì chúng ta sẽ phải cần đến là hai bộ dây như này nhé. Còn nếu như mà xe của các bác muốn tiết kiệm hơn ấy, thì các bác có thể là một là gắn một cặp bi pha, hai là gắn một cặp bi gầm. Thì nếu như cái chiếc xe của các bác là xe bản bay, bản thiếu, thì các bác sẽ phải lựa chọn thêm nó chính là một cái bộ dây nguồn dành cho gầm như thế này. Thì nếu như cái xe của bác cũng là chiếc Mitsubishi Archer
Nhưng là bản đủ thì các bác chỉ cần là mua một cặp bi như thế này thôi, là về các bác đã có rắc ở trên xe thì các bác chỉ cần cắm nó vào và mượn tín hiệu điện ở chế độ pha là cái bi của chúng ta đã hoạt động được rồi. Còn nếu mà xe bản thiếu thì các bác sẽ phải lựa chọn một bộ dây như thế này. Còn đối với lại chiếc Mitsubishi Archer thì khi các bác nâng cấp một cái cặp bi như này lên ấy, thì các bác sẽ cần nó là một cái bộ dây nguồn như thế này, vì theo xe của các bác nó là chân H4. Thì tất cả những cái chiếc xe mà sử dụng chân H4 ở trên xe thì các bác đều sẽ phải sử dụng một bộ dây nguồn như thế này nhé. Rồi thì ở trên clip này thì em cũng đã chia sẻ với các bác và cũng như là tư vấn cho các bác lựa chọn những cái cặp bi như thế nào, cách nâng cấp nó ra làm sao và lựa chọn những cái phụ kiện như thế nào để lắp cho những cái chiếc xe tân yêu của mình nó phù hợp nhất. Thì đây cũng là một cái combo bác chủ xe đã lựa chọn, và sau khi là đã set up xong thì em cũng muốn là quay lại và chia sẻ lại với các bác về cái bộ bi pha cũng như là bộ bi gầm để chúng ta nâng cấp ánh sáng. Và đặc biệt là em xin phép là nhấn mạnh lại nữa với các bác, nó là một cái bộ sản phẩm có cái mức giá cực kỳ là tốt nhưng cái hiệu quả chiếu sáng nó cực kỳ là cao. Đối với lại một cặp bi như thế này và một cặp bi gầm như này thì khi các bác nâng cấp hai cái cặp bi như này lên thì cái độ sáng của nó cực kỳ là vô đối, rất là mạnh. Chỉ cần nguyên một cái cặp bi pha như thế này thôi thì đối với lại những cái chiếc xe ở trên thị trường, kể cả là những cái chiếc xe dòng mẹt cực kỳ là cao cấp, thì cái độ sáng của những cái chiếc xe đó cũng không thể cao bằng khi các bác nâng cấp một cái cặp bi pha như thế này. Chưa nói đến là bác này lựa chọn nó là cả một cặp bi pha, một cặp bi gầm, thì cái độ hiệu quả chiếu sáng của nó sẽ rất là khủng, cực kỳ là mạnh bạo. Thì bác này là bác ấy chạy taxi, bác ấy đi rất là nhiều, và đặc biệt là bác ấy thường xuyên là đi đường dài, đi xuyên tỉnh, cho nên là bác ấy lựa chọn một cái combo như thế này nó cực kỳ là hợp lý dành cho các bác mà chạy taxi. Độ sáng nó rất là cao, hiệu quả, nhưng cái giá thành của nó rất là ok. Thì các bác đã sử dụng những cái chiếc xe để mà chạy taxi ấy, thì thường là các bác sẽ mua những cái chiếc xe bản thiếu, những cái chiếc xe rẻ tiền để nhanh thu hồi vốn, thì cái hiệu quả chiếu sáng của những cái chiếc xe bản thiếu ấy nó đã rất là tệ rồi, cộng thêm là nó là bản thiếu thì nó lại thiếu đi cái đèn gầm thì cái hiệu quả chiếu sáng nó lại càng tệ. Thì các bác nâng cấp một cái combo như này em nghĩ là nó sẽ cực kỳ là ok, nó rất là đầy đủ, và đặc biệt là đi những MB này nó sẽ là rất là văn minh khi mà cái đường cắt cốt của những MB này là nó chống chói cực kỳ là hiệu quả, nó sẽ chống chói hoàn toàn khi mà chúng ta bật ở chế độ cốt, nó sẽ không gây chói mắt cho những người ở chiều, nó cực kỳ lịch sự khi mà chúng ta tham gia giao thông ở những cái khu đô thị đông người. Và đặc biệt là chế độ pha của những cái MB này nó khá là mạnh, thì các bác chạy ở cao tốc nó cực kỳ ok. Rồi thì đây sẽ là cái clip mà em chia sẻ về cái combo để các bác có thể tham khảo để độ lên những cái chiếc xe thân yêu của bác với cái giá thành rẻ và hiệu quả chiếu sáng cao, và đặc biệt là cái thời gian bảo hành với những MB như này nó khá là ok, lên đến là 2 năm các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại.